Vietnam Airlines được tổ chức AirlineRating.com xếp hạng là một trong 25 hãng hàng không hàng đầu thế giới năm 2024. Cụ thể, Vietnam Airlines đứng ở vị trí thứ 11. Để có trong danh sách xếp hạng này, AirlineRating đã dựa trên các tiêu chí như mức độ an toàn, sản phẩm dịch vụ, độ tuổi máy bay, lợi nhuận, đánh giá của hành khách từ nhiều nguồn, tính đổi mới sáng tạo và đơn đặt hàng máy bay kế tiếp. Vietnam Airlines cho biết, việc được ghi nhận trong top 25 một phần rất lớn nhờ nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ của hãng hàng không trong thời gian qua. Hiện nay, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt danh hiệu hãng hàng không quốc tế 5 sao.